sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với môn toán của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi vào bài số 4, phân số thập phân. Trong bài số 4, phân số thập phân thì chúng ta sẽ được đi tìm hiểu những dạng bài toán cũng có liên quan tới phần phân số, nhưng chúng ta sẽ càng hiểu sâu hơn thế nào là một phân số và thế nào là một phân số thập phân. Để tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta cùng nhau đi vào phần hoạt động số 1, bài điền số. Các bạn quan sát cho cô, ở đây có 4 phân số, đó là 3 phần 5, 25 phần 500, 11 phần 25 và 82 phần 2000. Bây giờ công việc của chúng ta là cần phải tìm từ phân số gốc, phải quy đồng mẫu số các phân số đó để làm sao trở thành một phân số, đó là phân số thập phân. Và các bạn cần phải nhớ, một phân số thập phân là phân số mà có mẫu số là 10, 100 hoặc 1000, thậm chí là 10000. Nào, bây giờ các bạn nhìn vào cho cô, với phân số 3 phần 5 mà muốn lên một phân số có mẫu số là 10 thì chúng ta phải nhân với mấy nhỉ? Để biết được nhân với mấy thì quan sát cho cô mẫu số của phân số 3 phần 5 nào. Mẫu số của phân số 3 phần 5 là 5, còn mẫu số sau khi chúng ta cần quy đồng lên là 10. Vì vậy chúng ta thấy rằng 5 mà muốn lên 10 thì phải nhân với 2. Mà khi mẫu số đã nhân với 2 thì đồng thời tử số cũng phải nhân với 2. Do vậy 3 phần 5 nhân cả tử và mẫu cho 2, ta thu được phân số là 6 phần 10. Tương tự nào, 25 phần 500, từ mẫu số là 500 mà muốn mẫu số là 100 thì chúng ta cần phải lấy 500 chia cho 5. Mẫu số đã chia cho 5 thì đồng thời tử số cũng phải chia cho 5. 25 chia cho 5 được kết quả là 5. Do vậy 25 phần 500 chúng ta sẽ rút gọn trở thành phân số 5 phần 100 và đây cũng là một phân số thập phân. Tiếp tục này, 11 phần 25, chúng ta thấy từ mẫu số là 25 lên đến mẫu số là 100 thì chúng ta phải nhân với 4. 25 nhân 4 bằng 100, mẫu số đã nhân với 4 thì đồng thời tử số cũng phải nhân với 4. 11 nhân với 4 là bằng 44. Như vậy 11 phần 25 bằng 44 phần 100. Cuối cùng 82 phần 2000 thì chúng ta thấy là từ mẫu số là 2000 xuống mẫu số là 1000 thì chúng ta phải đem chia cho 2. Mẫu số chia cho 2 thì đồng thời tử số cũng phải chia cho 2. 82 chia cho 2 bằng 41. Do vậy 82 phần 2000 sẽ bằng 41 phần 1000. Và chúng ta nhận thấy rằng phân số 6 phần 10 này, 5 phần 100 này, 44 phần 100 hay là 41 phần 1000 đều là phân số thập phân. Tiếp theo phần hoạt động 2, viết các phân số sau thành phân số thập phân: 66 phần 60, 27 phần 300, 3 phần 4 và 31 phần 125. Thì nhớ cho cô là phân số thập phân có mẫu số là 10, 100 hoặc 1000. Vậy thì bây giờ đến với phân số đầu tiên là 66 phần 60. Thì chúng ta nhận thấy rằng khi 60 mà chia cho 6 thì sẽ được mẫu số là 10. Nhận thấy mẫu số là 10 thì phân số đó sẽ là phân số thập phân nên chúng ta sẽ đem chia cho 6. Mẫu số đã chia cho 6 thì đồng thời tử số cũng phải chia cho 6. Như vậy 66 phần 60 sau khi rút gọn đi sẽ trở thành phân số là 11 phần 10. Tiếp tục nào, 27 phần 300 thì chúng ta nhận thấy rằng 300 này sẽ dễ dàng chia xuống để thành 100. Chia cho mấy? 300 mà muốn thành 100 thì chúng ta phải đem chia cho 3. Thì từ vậy, mẫu số đã chia cho 3, đồng thời tử số cũng phải chia cho 3. Lấy 27 phần 300, chia cả tử và mẫu cho 3 thì được kết quả là bao nhiêu nhỉ? 9 phần 100. Được kết quả là 9 phần 100 nhá.
Tiếp tục nào. Với phân số 3/4 thì các bạn sẽ đem nhân cả tử và mẫu cho 25 để được mẫu số là 100. Như vậy 3/4 sẽ bằng 75/100. Và cuối cùng 31/125 thì chúng ta đem nhân cả tử và mẫu cho 8 để thu được phân số có mẫu số là 1000. Kết luận 31/125 sẽ bằng 248/1000. Thưa thó, bây giờ các bạn nhận xét cho cô này, 11/10 này, 9/100 này, 75/100 và 248/1000 đều là phân số thập phân và chúng ta đã giải quyết xong phần hoạt động 2. Và như vậy, phần bài giảng, phần bài tập của cô đến đây là kết thúc. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau làm những bài tập trong sách bài tập cũng như những bài tập nâng cao. Và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.